Vì Van Gaal MU nguy cơ hụt thêm một thủ phụ nữa, United có thể thất bại trong vụ trương mộ hậu vệ Ruben Timber từ Ajax Amsterdam. Ten Hag coi Timber là một trong mục tiêu trương mộ hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Chiến lược gia người Hà Lan muốn có cậu học trò của Ajax để ra cố hàng thủ MU. United đạt được bước tiến lớn cho thủ phụ Timber từ cuối tháng trước. Cụ thể, Quỷ Đỏ đã chốt thỏa thuận cá nhân có thời hạn 4 năm với tuyển thủ Hà Lan. Hợp đồng sơ bộ hai bên thông qua có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nữa. Không chỉ đạt được thỏa thuận cá nhân với Timber, United còn tiến sát đến việc chốt phí chuyển nhượng với Ajax. Theo đó, Quỷ Đỏ đồng ý trả club của Hà Lan mức phí khoảng 30 đến 34 triệu bảng để có Timber. Tưởng chừng việc trung vệ 20 tuổi đến Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian, thế nhưng thủ phụ này bất ngờ đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì huấn luyện viên Louis van Gaal. Cụ thể, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan đã công khai khuyên Timber nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định đến MU. Theo chiến lược gia 70 tuổi, Timber có thể sẽ không được thi đấu thường xuyên như tại Ajax nếu gia nhập đội chủ sở Old Trafford. Ngoài ra, huấn luyện viên Van Gaal còn nói thẳng Timber sẽ mất suất ở đội tuyển Hà Lan nếu không thi đấu hàng tuần tại mùa 2022-2023. Theo nhà báo Marcel van der Kaan của TalkSport, những gì ông Van Gaal nói ảnh hưởng lớn đến quyết định của hậu vệ Ajax. Vì thế, Timber đang cân nhắc nghiêm túc khả năng có thể không ký hợp đồng với MU để tránh nguy cơ mất suất dự World Cup 2022. Ngoài Timber, một cầu thủ khác của Ajax là Frankie de Jong cũng chần chừ trong việc đến MU. Ngôi sao của Barcelona không thực sự mặn mà với Quỷ Đỏ vì đội bóng Manchester không được dự Champions League. Vì lý do Champions League, United đã thất bại trước thủ phụ Haaland và Darwin Núñez. Cả hai từ chối Quỷ Đỏ đến Man City và Liverpool do hai đội bóng này giành vé UEFA Champions League và có cơ hội đoạt các danh hiệu ở mùa 2022-2023. Chậm trễ ký hợp đồng, MU bị PSG vượt mặt vụ Vitinha. Do chậm trễ trong việc đàm phán hợp đồng, United phải hứng chịu cú sốc khi mục tiêu chuyển nhượng của Vitinha của Porto chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế tại PSG. Sau khi tiếp quản United, huấn luyện viên Erik ten Hag rất muốn đưa về sau Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng. Ưu tiên của nhà cầm quân người Hà Lan là chiêu mộ cầu thủ đang ở hàng tiền vệ và hàng phòng ngự cho Quỷ Đỏ. Theo truyền thông Anh, United rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Vitinha của Porto. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết PSG đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Thậm chí Vitinha chuẩn bị kiểm tra y tế với PSG trong thời gian sắp tới. PSG chuẩn bị cho buổi kiểm tra y tế và các giấy tờ để hoàn tất thương vụ Vitinha của Porto. Luis Campos muốn chốt thỏa thuận với Porto và xem bản hợp đồng đầu tiên của anh ấy sẽ là cầu thủ người Bồ Đào Nha. Romano viết trên Twitter, thông tin này đã giáng một đòn cực mạnh tới hoạt động chuyển nhượng của United. Thời gian qua, nhiều ông lớn tại Premier League đã đưa về đội bóng của họ những bản hợp đồng chất lượng. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ vẫn chậm chạp trong kỳ chuyển nhượng này khi chưa ký hợp đồng với cầu thủ nào. Trước đây, Vitinha từng trải qua thời gian thi đấu tại Wolves nhưng không tạo được nhiều ấn tượng. Ở mùa giải 2020-2021, anh chỉ ghi một bàn sau 22 trận đấu cho Bầy Sói. Tuy nhiên, tiền vệ này đã tỏa sáng khi trở về thi đấu cho Porto và cùng đội bóng giành chức vô địch tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Rashford được Ten Hag trao cơ hội mới tại MU. Huấn luyện viên Erik ten Hag muốn đưa Marcus Rashford trở lại trong đội thi đấu và biến anh thành một trong cầu thủ quan trọng tại United. Marcus Rashford đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với huấn luyện viên ten Hag. Tiền đạo người Anh đã tập luyện một cách chăm chỉ trong kỳ nghỉ tại Mỹ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên ten Hag muốn trao cơ hội cho Rashford được trở lại trong đội thi đấu United. Chuyên gia chuyển nhượng Romano đã nói chuyện với Give Me Sport về mối quan hệ giữa Rashford và huấn luyện viên ten Hag. Theo đó, Romano cho biết, tôi đã nói chuyện với một số nguồn tin. Huấn luyện viên ten Hag chuẩn bị cho Rashford một cơ hội để thay đổi tình hình tại United. Cậu ấy có thể cảm thấy mình là một trong cầu thủ quan trọng của United trong tương lai. Nguồn tin này cho biết tiền đạo người Anh muốn tạo ấn tượng với huấn luyện viên ten Hag trước khi chính thức đàm phán về bản hợp đồng mới. Ở mùa giải 2021-2022, anh chỉ đá chính ở 13 trận tại Premier League cho United, trong đó đóng góp 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Dưới thời huấn luyện viên Rangnick, Rashford không có phong độ tốt và thường xuyên bị thay thế với cầu thủ trẻ Anthony Elanga. Trong mùa giải vừa qua, United cũng đã thi đấu kém ấn tượng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Trong tháng này, Rashford và Jadon Sancho đã được huấn luyện viên Gareth Southgate cảnh báo về phong độ kém cỏi có thể khiến họ không được thi đấu ở đội tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2022. Rashford vẫn còn hơn một năm hợp đồng với United, được biết Quỷ Đỏ sẽ chính thức mở các cuộc đàm phán hợp đồng với Rashford vào cuối mùa hè này. Chi 34 triệu bảng Tottenham đón tân binh thứ tư. Piero Hincapi của Bayer Leverkusen đang là mục tiêu ưu tiên của huấn luyện viên Conte sau khi Tottenham đã hoàn thành 3 bản hợp đồng mới. Vốn là một huấn luyện viên giàu tham vọng nên Conte không chấp nhận đội bóng của ông chỉ cạnh tranh top 4 sau khi giúp Tottenham giành vé dự Champions League. Huấn luyện viên người Italia đang ủ mưu để đưa Spurs trở thành kẻ thách thức danh hiệu ở mùa giải mới và điều quan trọng ông nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo đội bóng Bắc London. Trong nhóm Big Six,
Tottenham đang là câu lạc bộ hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tính tới thời điểm này, Tottenham đã mang về 3 bản hợp đồng mới, gồm tiền đạo cánh Ivan Perisic, tiền vệ Yves Bissouma và thủ môn Brasser Pouzer. Trong đó 3 cầu thủ này đều sẽ là thành phần quan trọng ở mùa giải tới. Nhưng với tham vọng đua vô địch, Conte chưa dừng lại trên thị trường chuyển nhượng. Theo Sky Sports, cựu huấn viên Inter Milan và Chelsea đang nhắm tới hậu vệ Piero Hinkepi của Leverkusen nhằm gia cố hàng thủ vốn thiếu chắc chắn ở mùa giải trước. Khả năng thành công của Tottenham ở thương vụ này là khá cao vì đội bóng Đức sẵn sàng nhả người nếu nhận được 34 triệu bảng, trong khi tuyển thủ Ecuador háo hức được trải nghiệm ở Premier League. Mùa trước, Piero Hinkepi đã góp công giúp Leverkusen đứng thứ 3 ở Bundesliga. Trung vệ 20 tuổi cũng là thành phần chính trong đội hình Ecuador vượt qua vòng loại World Cup 2022. Trước khi theo đuổi Piero Hinkepi, Tottenham đã liên hệ với cậu học trò cũ Alessandro Bastoni của Inter Milan, nhưng thất bại vì cầu thủ này đã cam kết tương lai với câu lạc bộ áo quần Serie A. Lukaku ra đi, Chelsea tự tin giành Sterling để thay thế. Sau khi quyết định Romelu Lukaku trở lại Inter Milan, Chelsea đã lập tức đưa Raheem Sterling vào tầm ngắm. Không hài lòng với màn trình diễn của Lukaku, Roman Thomas Tuchel đã chấp nhận để tiền đạo này trở lại khoác áo Inter Milan. Theo Sky Sports, thương vụ này chỉ còn là vấn đề thời gian. Inter Milan chỉ muốn trả 5 triệu euro để mượn Lukaku, trong khi Chelsea yêu cầu 10 triệu euro. Theo Sky Sports, hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán sắp tới. Xác định để Lukaku ra đi, Chelsea đã lập tức đưa Raheem Sterling vào tầm ngắm. Đây là mẫu cầu thủ mà Tuchel tin rằng rất phù hợp với phong cách của mình ở Stamford Bridge. Theo Sky Sports, Chelsea rất tự tin trong cuộc đua giành chữ ký của Raheem Sterling. Ngôi sao chạy cánh người Anh được Man City định giá vào khoảng 60 triệu bảng, dù chỉ có một năm hợp đồng với sân Etihad. The Blues tin rằng họ có thể chiêu mộ Sterling với mức giá khoảng 35 triệu bảng. Thực tế, Man City không còn tha thiết giữ Sterling trong bối cảnh đã đón hai tiền đạo mới trong mùa hè này là Julian Alvarez và Erling Haaland. Thứ hai, huấn luyện viên Pep Guardiola buộc phải để Sterling ra đi do ngôi sao này chỉ có một năm trong hợp đồng. Ở một những mùa giải gần đây, Sterling cũng không được đảm bảo suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Chẳng nói đâu xa, ở mùa giải trước, ngôi sao chạy cánh người Anh chỉ 9 lần đá chính ở Premier League và 5 lần ở Champions League. Kể từ khi cập bến Etihad hồi mùa hè năm 2015 tới nay, Sterling đã có 339 trận trên một đấu trường của Man City, ghi 131 bàn thắng. Anh cùng với The Citizen chinh phục 4 danh hiệu Premier League, 1 cúp FA và 4 cúp liên đoàn. Theo Sky Sports, Chelsea sẽ sớm mở cuộc đàm phán chiêu mộ Sterling sau khi đạt thỏa thuận để Lukaku trở lại Inter Milan. Đây sẽ là sự thay đổi lớn cho hàng công của The Blues ở mùa giải tới. PSG đón huấn luyện viên trong tuần tới. Theo chuyên gia săn tin Romano, PSG hy vọng sẽ hoàn tất thủ tục chia tay Pochettino và bổ nhiệm huấn luyện viên mới trong tuần tới. Huấn luyện viên mới của họ 99% là Christopher Galtier. Trước đó, AMC Sport tiết lộ PSG đã nỗ lực mời Zidane lần cuối nhưng vẫn bị huấn luyện viên này từ chối. Everton tranh Zinchenko. Theo Daily Mail, Everton đã nhảy vào cuộc đua giành Zinchenko với Arsenal. Huấn luyện viên Frank Lampard rất thích phong cách thi đấu của Zinchenko và hứa hẹn sẽ trả ngôi sao người Ukraine về vị trí tiền vệ sở trường. Liverpool giữ chân Jota. Theo tờ Mirror, Liverpool sắp bắt đầu đàm phán ký hợp đồng với Diogo Jota. Trong bối cảnh một loạt ngôi sao tràng công sắp hết hạn hợp đồng, Liverpool không muốn rơi vào tình huống bất lợi trước Jota. Griezmann muốn ở lại Atletico. Theo tờ AS, Griezmann đang thúc giục lãnh đạo Atletico Madrid kích hoạt điều khoản mượn anh thêm một năm, thay vì bắt anh trở lại Barca. Hợp đồng giữa Atletico và Barca yêu cầu câu lạc bộ này trả 40 triệu euro mua đứt Griezmann vào mùa hè năm 2023 nếu mượn anh đến năm thứ hai. Đây là lý do khiến Atletico xem xét trả lại tiền đạo người Pháp. Liverpool chính thức giành Calvin Ramsey. Chiều hôm qua, Liverpool xác nhận họ đã chiêu mộ thành công Calvin Ramsey từ Aberdeen. Họ về 18 tuổi này được ví von là Robertson mới của bóng đá Scotland.